Hôm nay thứ tư, ngày 8 tháng 11 năm 2023. Thứ tư tuần thứ 31 một thường niên. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu roma Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người thì để giữ trọn lề luật. Đó là chớ ngoại tình, chớ giết người chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ mê tham, và nếu có điều luật nào khác thì cũng tóm lại trong lời này là: người hãy yêu mến kẻ khác như chính mình, lòng yêu thương không làm hại kẻ khác, và yêu thương là chu toàn cả đề luật. Đô là lời chúa ta ơn chúa. phúc đức cho người biết xót so thương và cho vay phúc đức thay người tôn sơ chua người hết lòng ham mộ luật pháp của ngài con cháu người sẽ hùng cường trong đất nước thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân phúc đức cho người biết xót so thương và cho vay trong u tôi người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay người nhân hậu từ bi và công chính phúc đức cho người biết xót so thương và cho vay biết quản lý tài sản mình theo đức công bình phúc đức cho người biết xót so thương và cho vay người ban phát và bốt thí cho những kẻ nghèo Lòng quảng đai của người muôn đời còn mai Sừng người được ngẩng lên trong vinh quang Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay Alleluia, Alleluia Lạy Chúa xin nhảy mở lòng chúng con Để chúng con nghe lời của con Chúa Alleluia Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, lạy Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu. Người ngoảnh lại bảo họ rằng: Nếu ai đến với ta mà không bảo cha mẹ vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Và có ai trong các người muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng tay này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chuyến với một vua khác mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có thì không thể làm môn đệ ta đó là lời, chua, lời Chúa. Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Ngồi xuống mỗi ngày, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà không ngồi xuống tính toán phí tổn? Luca chương 14 câu 28. Suy niệm, người ta không xây ngọn tháp trong một hai ngày. Vì thế phải tính toán kỹ lưỡng trước khi khởi công. Cũng chẳng ai coi chuyện giao chiến với địch thù là chuyện đùa giỡn. Các bên giao chiến cũng phải bàn mưu tính kế và động viên mọi nguồn lực để giành chiến thắng. Tháp đã động thổ, không thể để bỏ dở dàng. Trận chiến đã khai hỏa, chẳng có lùi lại. Cũng vậy, đời người kia tu hữu không diễn ra trong một hai ngày nắng đẹp, nhưng kéo dài suốt bốn mùa, xuân hạ thu đông của cả cuộc đời theo Đức Kitô không phải là chuyện đùa giỡn, nhưng là chuyện sinh tử của kiếp người, được ăn cả, ngã về không. Ta cần chấp nhận cái giá phải trả là bước theo Đức Kitô suốt đời để có thể sống tình thân với Ngài muôn đời. Mời bạn ngồi xuống suy xét để tìm phương cách giúp mình nhận dĩ và nghiêm túc bước theo Đức Kitô cho đến cuối giường. Thái độ theo Ngài nửa vời, bồng bột, lưng khừng, chẳng khác gì xây tháp dễ dàng hay không sẵn sàng cho cuộc chiến đã mở màn. Ngài mời bạn từ bỏ, từ bỏ và tiếp tục từ bỏ mỗi ngày như điều kiện tiên quyết cho tư thế người môn đệ của Ngài. Sống lời Chúa, tôi sẽ ngồi xuống để xem mình cần từ bỏ một thói xấu nào tệ hại nhất của mình và tập một tính tốt đối lập, ví dụ tập siêng năng việc đạo đức thay cho tính lười biếng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ngồi xuống mỗi ngày qua việc dành cho Chúa 5 phút cầu nguyện. Suy niệm lời Chúa, nhận ra ánh sáng Chúa xoay dẫn trên hành trình theo Chúa của mình. Xin Chúa giúp chúng con trung thành đến cùng. Amen. Trích 5 phút suy niệm lời Chúa hàng ngày. Tôi là người hạnh phúc nhất trần gian một ông vua giàu có nọ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn bởi vì tất cả tài sản mà ông có đều do sự miễn cưỡng đóng góp của thần dân. ông tự so sánh mình với những người hành khất, người hành khất nhận được tiền của do lòng thương của người khác, còn ông, ông nhận được tiền của do sự cưỡng bách. ngày nọ ông vua giàu có đã quyết định làm một việc táo bạo, đó là cải trang thành người hành khất để cảm nghiệm được những đồng tiền bố thí thế là mỗi ngày chủ nhật ông biến mình thành một người ăn xin lê lết trước cửa giáo đường ông cho tất cả những tiền ăn xin được vào một chiếc hộp nhỏ tuy không là bao so với cả kho tàng của ông nhưng có lẽ nó vẫn có giá trị hơn ông tự nghĩ bây giờ ta mới thực sự là người giàu có nhất trên đời bởi vì tiền của ta nhận được là do lòng thương xót của con người Chứ không phải do một sự cưỡng bách nào Khi đã gom góp được một số tiền khá lớn Sau những năm tháng ăn xin trước cửa các giáo đường Ông đã xin từ chức khỏi nghe vàng Và đi đến một phương xa nơi không ai có thể nhận ra ông Ông mua một mảnh đất và tự tay cất được một ngôi nhà tranh đơn sơ Không mấy chốc, do sự hòa nhã vui tư của ông mọi người trong lối xóm đều mến thương ông nhất là các em bé ông kể chuyện cho chúng nghe ông đem chúng đi câu cá ông dạy chúng ca hát trong đám trẻ nhỏ có một cậu bé gia đình còn nghèo hơn cả ông nữa cậu bé chỉ có vỏn vẹn một con chim họa mi nghe tin ông đau nặng cậu bé đã vội vàng mang con chim đến tặng ông với hy vọng rằng con chim sẽ hót cho ông được khuây khỏa đón nhận món quà con người đã từng là vua của một nước mới thốt lên từ trước đến nay tất cả những gì tôi có tôi đều lãnh nhận do lòng thương xót của người khác người ta cho tôi nhưng không phải là cho tôi mà là cho một người hành khách và đây với món quà tặng là con chim này người ta tặng cho tôi với tất cả tấm lòng yêu thương chắc chắn tôi là người hạnh phúc nhất trên trần gian một thời gian sau đó, trong vùng có một người tá điền nghèo bị người chủ đe dọa lấy nhà và trục xuất ra khỏi mảnh vườn đang canh tác, nghĩ đến cảnh hai vợ chồng và bảy đứa con dại bị đuổi ra khỏi nhà ông vua không thể nào ăn ngủ được, cuối cùng ông quyết định tặng chính mảnh vườn và ngôi nhà của mình cho gia đình người tá điền nghèo, và một lần nữa không một đồng xu chính túi ông lên đường trải đi một nơi khác bùi ngùi vì phải chia tay với những người quen biết trong vùng nhưng ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng bởi vì lần đầu tiên ông cảm nghiệm được niềm vui của sự ban tặng ông hiểu được rằng cho thì có phúc hơn là nhận lãnh lần này ông thốt lên với tất cả xác tín tôi là người hạnh phúc nhất trên trần gian này câu chuyện của ông vua đi tìm hạnh phúc trên đây có thể gợi lên cho chúng ta về hình ảnh của chuyến đi cuộc đời của chúng ta Người Kitô là một người lữ hành đi tìm hạnh phúc. Và hạnh phúc đích thực của chúng ta là gì nếu không phải là trao tặng? Trao tặng cho đến lúc trống rỗng, nhưng bù lại chúng ta được lấp đầy bằng chính Chúa. Bài trích sách lẽ sống